sức khỏe tâm an. Mến chào cô chú cùng anh chị em. Bánh chuối hấp, nước cốt dừa, hấp dẫn ghê chưa? Cách làm món bánh chuối hấp nhanh gọn lẹ, mình để hôm sau bánh nó cũng không có bị cứng. Nếu cô chú anh chị em mình thấy thích thì cùng Tâm An vào bếp thực hiện cách làm. Phần nguyên liệu cho món bánh chuối, ở đây mình sử dụng đường cát vàng. Mình đong một chén lưng đường như vậy, tương đương khoảng 150g. Tiếp theo, mình sử dụng 100g bột năng và 100g bột gạo. Phần chuối ở đây là mình sử dụng 1kg. Mình dùng cái chuối sứ, mình làm bánh nó sẽ ngon hơn. Giờ anh chị mình lột cái phần vỏ chuối này ra. Cái chuối này nó chín mùi rồi, nên cái vỏ nó cũng hơi khô, mình lột ra nó hơi khó. Cô chú anh chị mình biết là tại sao cái nải chuối này nó chín giữ thần hồn gì không? Cái nải chuối này là cuốn địa, sau khi cuốn địa xong nó chín mùi vậy nè, thì mình làm cái món bánh chuối hấp á, nó mới ngon. Ngày xưa mà còn nhỏ đó, cứ canh cái chuối của ông địa suốt thôi. Cứ thấy nó chín rồi á, là má hay làm cái món bánh chuối hấp cho ăn lắm, nó rất là ngon. Chuối mình cắt ra từng lát á, cái độ dày của nó khoảng 5 ly. Bây giờ mình sẽ đi ướp với đường. Anh chị mình ướp chuối với đường trước á, thì cái bánh nó sẽ ngon hơn. Giờ mình sẽ cho đường vô mình ướp. Anh chị mình dùng đường vàng á, thì cái bánh nó sẽ vàng. Nếu mình không có đường vàng á, thì mình dùng đường cát trắng cũng được. Mình cho đường vô rồi, mình ướp khoảng 15 phút thôi. Nếu mình có đủ thời gian thì mình ướp 30 phút. Còn không thì mình ướp 15 phút thôi cũng được. Trong lúc mình chờ cái phần chuối nó thấm đường á, thì bây giờ mình sẽ đi trộn bột trước. Bột gạo làm bánh á, anh chị mình dùng cái bột gạo lọc á, cái hạt nó to vậy nè, cái bánh nó ngon hơn. Tiếp đến mình cho bột năng vô luôn. Anh chị mình cho vô đây 300ml nước. Nếu mình có cái nước giảo dừa thì mình cho vô, còn không thì mình sử dụng nước trắng này cũng được. Do hôm nay Tâm An muốn giữ cái màu sắc, cái bánh nó màu vàng cho nó đẹp á, nên không có sử dụng nước giảo dừa. Giờ mình sẽ khuấy lên để cho phần bột này nó đều. Do mình sử dụng cái bột gạo lọc á, thì có những cái hạt nó to, mình sẽ khuấy cho nó kỹ một chút. Đến khi cái bột nó mịn thì mình sẽ dừng lại. Ở đây Tâm An thấy nó cũng mịn rồi, bây giờ mình sẽ dừng lại. Giờ anh chị mình cho nó qua một cái rây để mình rây cái phần bột này cho nó mịn. Nếu mình không rây á, nhiều khi những cái hạt lợn cợn á, nó còn sót lại, cái bánh mình nó không ngon. Giờ Tâm An rây thêm lần nữa. Thấy rây xuống cái bột nó chảy đẹp quá chừng luôn. Rây thêm lần nữa cho cái bột nó thật là mịn luôn. Mình cho thêm một ít muối vô trong cái phần bột này để cái bánh của mình nó đậm đà. Tiếp theo, anh chị mình dùng thêm một ống vani cho cái bánh của mình nó thơm. Nếu mình có vani nước á, thì mình sử dụng vani nước. Giờ mình sẽ khuấy tiếp tục để cho phần muối và vani này nó tan vào trong cái phần bột này. Để cái bánh của mình khi hấp nó mượt mà cũng như là nó sẽ mềm, anh chị mình cho vô đây một muỗng canh dầu. Mình cũng trộn lên để cho cái phần dầu nó quyện vào trong bột luôn. Phần chuối mình ướp được 15 phút rồi, bây giờ mình sẽ cho hết vào trong cái phần bột này luôn. Cái món bánh chuối hấp này mình làm rất là đơn giản. Cô chú anh chị mình thấy Tâm An làm nè, rất là dễ dàng luôn. Mình cho chuối vô xong, mình trộn lên cho nó đều, rồi mình đem đi hấp thôi. Cái khối lượng bột và chuối này nè, Tâm An cho vô cái sửng hấp 25cm. Và cái chiều cao của sửng này á, thì nó là 4cm. Để cái mặt ở bên trên cái bánh chuối cho nó đẹp á, anh chị em mình gấp 1-2 miếng chuối nè, mình lát ở trên cái bề mặt. Hoặc là anh chị em mình có 1-2 trái chuối á, cái mình cắt mình để lên trên. Mình làm như vậy nè, lát cái bánh chuối của mình á, trên mặt nó rất là đẹp.
Nước ở trong sửng nó sôi rồi, mình cho vô mình hấp. Cô chú anh chạy mình hấp khoảng 40 phút thì bánh nó sẽ chín. Sau 40 phút rồi, bây giờ ta mang mở nắp ra. Mình muốn biết bánh nó chín chưa, anh chạy mình lấy chiếc đũa xiên xuống nè. Khi mình thấy nó khô vậy nè là bánh chín rồi. Giờ mình sẽ đi nấu cái phần nước cốt dừa. Mình sử dụng 500ml nước cốt dừa, cho vô một cái nồi. Tiếp theo, mình cho vô đây 2 muỗng canh đường, tương đương khoảng 40g. Nếu anh chị em mình dùng ngọt á, thì mình thêm đường, không thì 2 muỗng thôi là vừa. Tiếp đến, một tí xíu muối để cho vị đậm đà. Mình cho vô thêm một ít lá dứa cho nó thơm. Giờ anh chị em mình múc một muỗng lưng canh bột gạo, cho vô một cái chén. Mình lấy một ít nước cốt dừa ở trong nồi nè, cho qua cái phần bột gạo này. Anh chị em mình khuấy lên để cho phần bột gạo này nó tan ra. Một lát nữa mình nấu nước cốt dừa, cái mình cho cái bột gạo này vô mình đánh lên nè. Cái nước cốt dừa của mình á, nó sền sệt lại rất là ngon. Mình nấu cái nước cốt dừa, anh chị em mình để lửa trung bình thôi, và mình cứ khuấy liên tục vậy nè. Khi mà nó chuẩn bị nó sôi lên rồi, anh chị mình hạ lửa nhỏ dưới trung bình. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần bột gạo vô. Mình cho đến đâu á thì mình khuấy cái phần bột gạo này đến đó, để không nó bị vón cục lại. Đến khi mà cái độ sánh nó vừa rồi á thì mình dừng lại. Ở đây Tâm An cho nó hết cái phần bột gạo này vô luôn. Bánh chuối hấp á, mình phải dùng nguội nó mới ngon. Giờ mình sẽ cắt cái bánh ra, cắt ra làm hai, rồi mình cắt ra làm tư. Cô chú anh chị mình để cái bánh chuối cho nó nguội ra, rồi mình cắt ra nó mới ngon nha. Món bánh chuối này nhìn hấp dẫn ghê chưa. Bột thì vừa phải thôi, chuối thì hơi nhiều, vậy nó mới ngon. Giờ mình sẽ cắt ra từng cái khối vuông nhỏ nhỏ vừa ăn thôi, cho vô một cái dĩa. Quá chừng thơm luôn. Công thức cho cái món bánh chuối hấp này Tâm An sẽ để dưới cái phần mô tả. Cô chú anh chị mình vào tham khảo cái phần nguyên liệu á, thì mình sẽ làm được một cách rất là dễ dàng. Và cái bánh chuối này mình làm nhanh gọn nữa, không có quá mất thời gian. Mà bánh thì rất là ngon, mình để hôm sau bánh vẫn mềm. Bánh chuối hấp là phải có nước cốt dừa, chuẩn vị nam bộ luôn. Rưới thêm nước cốt dừa lên, nhiều nước cốt dừa nha, nó mới ngon. Dĩa nào cũng thấy hấp dẫn hết trơn rồi đó. Ngon ghê chưa. Rắc thêm một ít mè rang nữa. Nếu anh chị em mình không dùng mè rang á, thì mình có thể dùng đậu phộng, rồi mình giã nhuyễn cũng được, mình cho lên. Thơm quá chừng luôn. Món bánh chuối hấp cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ sức khỏe Tâm An mời cô chú anh chị em mình cùng dùng món bánh chuối hấp này với Tâm An nha. Cô chú anh chị em mình cùng với sức khỏe Tâm An và bếp thực hiện cách làm cái món bánh chuối này để gia đình cùng thưởng thức. Bánh chuối thì mềm, dai, rất là vừa ăn, thơm ngon quá chừng luôn. Video cách làm bánh chuối hấp hôm nay sức khỏe Tâm An chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.